Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã cho like kênh của mình. Thì hôm nay anh em mình làm một clip gọi là gì ta, lâu lắm rồi không có gọi là xem anh em mà bắt như thế nào, đó là reaction đó. Đó thì ok, thì hôm nay mình sẽ gọi là sẽ xem anh em mà bắt như nào, có hên hay không đó, để muốn chia sẻ cái may mắn đó cho anh em khác. Thì trước hết mình sẽ mở cái bắt của mình trước đi để xem như nào trong cái ạc mình trước đi để coi có hên không đã. Nhưng mà trước khi vô clip này thì mình cũng có một điều muốn chia sẻ với anh em là rất là nhiều anh em mình đặt ở dưới là tại sao anh cứ hứa mà bắt này mà bắt kia mà sao chưa mở nữa. Thật sự á thì mình có hứa nhưng mà mình chưa biết ngày nào sẽ sao, mình canh anh em, mình canh khi nào mà ra cầu thủ thật sự là ngon á thì mình sẽ mở cho anh em, chứ không phải là mình không mở đâu. Anh em cứ yên tâm, cứ bình tĩnh anh em, cứ bình tĩnh. Chứ mình còn 10.000 FC Ball nè anh em, mình để đó, mình chờ coi tuần này coi có cái gì mới không, mình sẽ mở cho anh em. Chứ thật sự thì mình không phải là không muốn mở cho anh em đâu, để mở clip vui vui chơi chơi mà anh em cứ từ từ. Nhưng mà canh canh để coi có cái gì ngon ngon mình sẽ mở chơi chơi vui vui anh em, còn không thì mình sẽ mở bình thường thôi. Đó thì hôm qua thì mình được AI nó độ cho một con gọi là cũng khá ok anh em, để nâng cấp đội hình lên, đó là con Meditao ha. Đội hình mình nó đã lên được một over là 102 rồi, cực kỳ ngon lành cần đào luôn. Đó thì ok, bây giờ mình sẽ vô mình dùng 3k gen mình khởi động cái clip này coi như thế nào, có hên hay không. Thì ok, thì hôm qua mình đã hên trong cái bắt gọi là bắt Copa America rồi, có cái bắt 3.000 của Euro nè đấy, thì mình nên sẽ mở bắt Copa America đi nè. Qua đang hên mở tiếp anh em. Đang hên thì mở tiếp đâu rồi, Copa America đâu ta, cái bắt 3.000 Copa đâu ta, để mình coi như thế nào. Đây sự kiện đây, đây đây anh em, đúng rồi gói này đấy, mình phải kiếm con ít cũng phải là được con là tấp điêu Ronaldinho đó, là con cam Zico. Ok anh em, bây giờ vô ha, 3.000 gen để khởi động trước. Vô phát đầu tiên chỉ là cú bắp thôi đó, phát thứ hai quan trọng nè. Bây giờ là Lazio là lúc tên anh em, Lazio nha, Lazio nhiều lắm, Lazio thì quá nhiều, của ông Zico nè, Ronaldinho hay là Vinicius nè, Argentina anh em ơi, CB nữa, Manchester United Martinez hả, trời Manchester 96, trời ơi cũng được đi mà CB mình đủ rồi, trời hơi đáng tiếc em, trời ơi hơi đáng tiếc một chút, trời ơi Martinez không sao em. Thì bây giờ mình xem coi có gì không, à quên, nó có một cái gói mới anh em ơi, gói mới nè, gói Euro 100 nè đấy, gói này ngon anh em ơi, ngon ghê ta, gói này ngon ghê anh em ơi, gói này ngon nè, Euro 100 nè, 2.000 FC Ball nè. Đó. Nhưng mà mấy cầu thủ Euro này mình không thích anh em ơi, tại vì bây giờ chỉ có một con CD Mattau là hay ngon thôi, chứ LB mình có rồi, GK mình cũng mới mua rồi, ST thì khỏi nói quá trời luôn, CM cũng không cần nữa, thật sự luôn. Nhưng cũng hơi tiếc anh em, thật sự có này ngon nè, ngon chỉ cần mới con Mattau, mà nó không ra Mattau là tiêu ngay. Với gói 500 nè, gói 500 là cũng khá ngon nè. Đó, nhưng mà thôi, chắc mình để đợt sau mình sẽ mở cho anh em. Anh em cứ yên tâm đi, chứ anh em cứ bình tĩnh. Mình hứa là mình sẽ mở chứ không phải không mở đâu. Tại vì do mình đang chờ những con hàng ngon. Đó. Có thể là mình sẽ mở cái gói Ri này. Đó, 10 lần bên kia, Ri này để kiếm một con Nam Mỹ cũng được. Đó, cốc 3 Medica nè. Kiếm Disco lên tấp tiêu hay là Ronaldinho nè, cũng được. Đấy, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ vô mình xem anh em mở bắt như thế nào. Hôm nay mình được mấy con Martinez thôi à. Ok anh em, bây giờ mình vô xem anh em bắt như nào ha, để coi anh em này có hên không. Đây đây, đầu tiên để coi cái hạt này coi như nào. Đây đấy, đây cái chất lượng hình ảnh nó hơi kém nha anh em, anh em thông cảm nha, nhiều lúc anh em gửi qua mình kêu HD mình, anh em gửi không HD rồi, hơi kém chút xíu rồi đó. Gulit nha anh em. Ây vô đó. Xem như là đây. Đây phát đầu tiên chỉ là khởi động thôi. Đó. Phát thứ hai. Quan trọng nha. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây. Đó. Có gì đây. Có gì. Bị anh em ơi. Rồi bê bị. Rồi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong phim rồi. Có gì đây. 95 trời ơi. Ô em thật chứ xui chứ. Rồi 200 FC Ball. Vẫn tiếp tục 500 FC Ball. Vô đây đó, vô đấy, ok tiếp tục
Pha này mới là nguy hiểm nè. Đó. Đó, vô rồi. Cái gì đây? Anh em ơi. Rồi mà, mắc ba man chăng? Anh mắc ba man không? Mắc ba man không? Không phải, Saka anh em 97. Cũng được anh em. Nhưng mà gói này 96, 97 mà là 97 thì 96, 99 mà là 97 thì cũng hơi đen. Tính đi tính lại cũng hơi đen. Ok, tiếp tục. À, gói này ngon nè, 3.000. Ê, không chơi anh em, gói đó ngon đó, 3.000 không chơi, trời ơi. À, Chamber lít 10 lần 5 lần lốt, hô vô vô rồi, ghê gì? Đấy, gọi ngon không? Đó. Hô vô rồi, ngon rồi. Đây, gọi gì đây? Cứ ăn, tiếp tục ăn luôn. SD, Harikin à. Ủa, Harikin rồi, bao nhiêu? Harikin, 98 anh em, tuyệt vời, vô kèo anh em ơi. Con này bán được anh em, tuyệt vời, hết ta. 5 phát là hết ta. Hết rồi. Hay, quá hết luôn, tiếp tục. Đó, vừa tiếp. Đây. Rồi, nhìn thấy, vô rồi. Thấy đường hồng nữa sao hết vậy ta? 5 phát hết quá, người áo. CM, sao biết giờ 98, chọn sao hết vậy ta? Hết gì? Ồ, hai con 98 luôn, trời ơi. Hết thật, 97 nữa kìa, phó đánh nữa kìa, trời ơi, hết đi. Ồ, cái gói này mình mở tại là cửa bắp không à. Ôi, này hết thật chứ. Được 10 lần rồi đó. Qua rui còn cái bên nữa chứ. Ồ, hay. Hạt này hết em ơi, hết rồi. Đó. Đây, rui 9799 anh em. Đấy, ngon luôn. Vô nè. Mở đi. À, có hết không? Đó. Đấy, 97 đây. Bộ rồi nha. CM. Vậy đi xin giúp em. Ghi tiếp nha. Nhiều. 97. Trời ơi đen rồi. 97 là hơi đen rồi. Nhưng không sao anh em. Gỡ được hai con 98 và 97 trước nữa rồi. Hên, mày vẫn là ngon rồi. Không sao hết, bán được mà, ngon rồi. Quá ngon luôn. Còn 6.000 FC Ball sẽ làm gì đây? Thôi nào, đây có 500 kìa. Đúng rồi, 500 này nè, chơi đi. Đúng rồi, chơi luôn. Đấy, bắt thứ hai nó quan trọng nè. Vô nè. Vô, đó. Đấy. Cục S nha. Người ăn tiếp, người hay kin nữa nha. ST anh em ơi. Aston Villa quay kin rồi. Trời ơi, 96 đen rồi. Ôi, 96. Đúng đen rồi. Tiếp. Còn 5.800 FC Bon. Làm gì đây? Euro có Gullit kìa xong chơi. À, chơi cái này cũng được 3.000 nè. Cái này ngon nè. Đấy, M3B nha. Vô luôn. Mở đi. Đó, vô rồi. Vô luôn. Coi gì đây? Ba Lan, Dobrinsky 98. Trời ơi. Trời ơi. Tiền đạo nào quá trời với người ta. Đen rồi. Nói chung là bà này vừa đen và vừa đỏ nè. Thật sự nó không phải đen lắm. Cũng vừa đen và vừa đỏ nữa. Vẫn còn 2.800 FC Ball thì sẽ làm gì đây? Làm nốt phát gì đi. 700 kìa. Hình như ngưng rồi em ơi. Ngưng rồi. Ok anh em. Không chơi nữa. Qua khác. Đó, vô. Để xem như là đây. Hạt này thì có 15k FC Ball. Đó. Tiếp tục. Vô nè. Nói nào đây. À, xem 10 lít nữa em. Ngon. Không chơi. Chơi 10 lần đi cũng được đó. Đấy chưa, vô liền. Chơi mấy phát này. Wow. Chơi lúc 10 phát luôn, cái gì? Chơi gì vậy? 5 phát rồi, 10 phát thì ngon quá. Trời. Chơi lúc 10 phát luôn em, ghê chứ. Đó. Ghê. Vô nha. Đó. Trời ơi, chơi thấy không? 10 phát mà không được con nào ngon. Cái ạc đầu tiên là chỉ cần 5 phát 2 lần thôi. Được 2.98 và 97, quá ngon luôn. Ngon này 10 phát đen thật chứ. Rồi đúng đen luôn. Đúng đen em ơi, tin được đúng đen luôn. Trời ơi. Rồi coi rui con cái bên coi có hên không. Đây vô nè. Đó, vô nè. Mở coi. Đấy coi. Đấy. Đây, cái gì đây. Cả bộ đồ nghe nữa, xem nữa hả. Rồi xong phim anh em.
Không thể tin được, còn lại Vitinha nữa rồi. Trời ơi, bó tay thật chứ. Ê, à, biết cách sắp xếp ghê luôn đó. Hai con Vitinha hai gạt luôn, ghê thật chứ. Vẫn còn 7 ngàn. Chơi gì đây? Chơi gì gỡ lại chứ à. Gỡ lại coi cờ, chơi 500 Xbon kiếm Gulit kìa. Sao chơi 500 Xbon ta? À, qua chơi ấy. Rồi. Sao đây? Cái gì vậy? Ê, ngưng rồi anh em ơi. Chơi có 10 phát rồi ngưng rồi. 10 phát đen ngưng rồi. Ok anh em, tiếp tục ạ khác thôi. Tiếp tục 13k Epsilon vô. Sẽ làm gì đây? Mà tìm kiếm cơ hội này. À, lại tiếp tục. À, 10 gói là 10 đá luôn. Đấy chưa, lại chiếm hết nữa. Rồi ngon ghê. Rồi luôn, vô. Đấy. À, có ngon hơn 2 ạc kêu nha. Mấy giờ là 3, 2 ạc kia là một ạc ngon, một ạc không ngon rồi đó. Đó. Vô đi, 10 là ít nhất là cái đường hầm chứ. Không có đường hầm là đen, phải có đường hầm. Đó, đây làm bồ nha anh em, đây làm bồ nha. Đó. Vô đi, vô đi. Gấu dĩ. Đang làm bồ để suy nghĩ. Làm bồ càng lâu càng nguy hiểm nha. Đẩy, vô rồi, vô rồi. Đó, đường hầm rồi, ngon rồi, ngon rồi. Cái gì đi, đường hầm là có hy vọng. Hy vọng 98, 97. Đức anh em ơi, CB rồi, rồi rồi rồi. Hôm mèo 99 anh em ơi, vô kèo, đúng luôn rồi, hên đi. Wow, hên. Quá tuyệt vời. Chụp hình lên, đó, chụp hình lên, khoe lên em, khoe lên. Quá hay luôn. Cái phát này mà vô mà 99 là ngon rồi. Sao không mở tiếp. Đấy, chưa, đừng muốn con 99 này ngon nhất. 288 em, wow. Chỉ cần một con 99 thôi là ngon rồi. Mấy con kia không cần em, không cần 97, 98 luôn. Vô kèo lên em, hết rồi. Bây giờ được free thêm con chiếc B nữa nè. Đó, vô nè, đấy miễn phí nè anh em, vô nè. Thấy chưa, để xem như nào đây. Vô luôn. Đó. Đây, xem đây. Xem nhờ, vô nha, vô nha. Nhìn chung là hạt này hên rồi, vậy là hên rồi. Con này là kiếm thêm nè, vậy là hên như đây. Con kia được 200 mấy em rồi, ngon rồi. Gần 300 em luôn rồi, tuyệt vời. Làm bồ tiếp ha, là đang hình giờ làm bồ tiếp để có cái hình không. Vô đi à. Vô nha, vô nha, lâu dí ta làm bồ lâu lắm hình, chắc lại làm bồ giống như bạn này quá, chắc còn mất cái làm lâu lâu xíu. Chắc có đó cái hình không. Ồ, vô lâu dí gì trời ơi. Đấy, vô rồi à. Đó, cờ gì đây anh em ơi. ST cam ạ. Bèo lên anh 99 trời sao hên vậy. Quá hên em ơi, hên thật chứ anh em, hên rồi. Ồ, men 2 con 99 luôn. Sao ạc lại hên chứ ta. Ồ, men hên rồi. Ôi ơi, không biết mở cái này không, cái này được 300 mấy, 300 triệu đó. Trời, tính ra hai mắt này lời quá trời lời luôn. Được gần 600 em luôn, hơn 600 em chứ. Đúng rồi, trời ơi. Quá ngon em ơi. Trời ơi, quá ngon luôn. Mà này quá hên rồi, quá tuyệt vời. Xong rồi, không mở nữa em, còn 5.000 Xbon, không mở nữa, hên quá rồi không mở nữa. Chỉ bỏ chem lít thôi, quá ngon luôn rồi. Quà khác thôi. Tiếp tục. À, hàng này thì Echen. Echen thì vẫn còn là cái này là cũ em, vẫn còn cái gọi là của Top S. Ok anh em, coi chơi này không sao hết, coi chơi luôn. Tại vì nhiều lúc anh em gửi cái clip cho mình lâu rồi đó, mình quên chưa up lên anh em. Hôm nay up hết luôn, cho anh em xem luôn, để xem như thế nào. Chứ mấy cái clip reaction thì bình thường anh em. Nói chung coi clip cũ của mình thường, tại vì rất là nhiều anh em gửi clip cho mình cũng chưa up lên kịp nữa. Thì bây giờ làm chung luôn. Đây, đây. Thì hôm nay là bạn này Xgen nha, để xem như nào. 9499 xem có hên hay không ha. À. Nói chung cái bắt này thì cũng hên xui nhiều lắm. Nó là cái bắt 9799 mới ngon. Vô. Đấy, vô rồi. À. Để xem như thế nào đây. Vô nha. Vô rồi. Ngon luôn, gì đấy. Rồi gì? Tây Ban Nha anh em ơi. ST Icon. Ê, rau uống Gonzalez. Tuyệt vời. Vô kèo anh em, vô kèo lên. Đấy, ngon lành anh em. Ngon lành lên. 98 mà ngon rồi, quá tuyệt vời. Quá hên luôn. Tính ra hôm nay ba cái ạc á, thật sự là không có ạc nào mà hoàn toàn là đen anh em. Hên không à.
thật sự luôn. Hạt đầu tiên thì cũng gọi là cũng vừa hên vừa đen. Hai hạt sau ngon, hạt thứ ba nè. Ê, hạt thứ tư chưa? Này hạt thứ tư rồi. Tư cũng hên hên được con u này đó. Giờ xem lên mà bắt như nào đây. Đó. Kiếm mấy con u tốc S này. Hay ai cân cũng được. Đó. À, Messi ư? Gọi Messi ư? Khó lắm nha. Căng nha. Để xem như nào đây. Thấy con Gimino cũng được. Vô thôi. Đấy. Ngon rồi, ngon rồi. Phát đầu tiên chỉ lật phải đập thôi. Phát thứ hai nè. Phát thứ hai nha. Vô. Để xem như nào đây. Đấy. Đấy, ngon rồi. Pháp anh em ơi. CB Pháp hả? Ripple hả? Trời ơi, cái thông tê 93. Ôi, đừng gì nữa, tôi 93 đen chứ. Trời ơi. Vẫn còn 700 SC Bond kìa. Có muốn thử vận may không? Hay là hết rồi? Có muốn thử vận may không? Gì đây? Để xem bạn này nó nhận quà thôi, gì đâu. Nhận quà thôi. Để xem có thử vận may với 700 SC Bond không? À, hay làm chuyện gì đây? Rồi, nhận quà rồi, xong rồi. Còn làm gì nữa không? Còn làm gì nữa không? Làm gì nữa không? Rồi hết rồi, tưởng gì. Nói chung là mà này trên mới mất thôi, chứ không có gì hết. Ok anh em, tiếp tục bộ khác coi như nào. Đấy, vô anh em. Đó. Nói chung hôm nay cho anh em xem mấy anh em khác mà bắt đã luôn nè. Mình chơi nói chung là mở 5 số bạc luôn, cho nó phê phê chút xíu anh em. Gói Vesta Junior. Đó, mới vô làm phát. Ây, 92. Mới vô làm phát hơi đen rồi. Đấy, 300 FC Ball một lần đó. Đó. Tiếp tục. Vô. Đó, được không em ơi? Tốt S em ơi. Là gì kìa? Gì đây? CV hả? À, xin lỗi. À, Saliba 97. Ngon rồi, vô rồi, vô kèo ơi. 96, 97, ghép đi em. Trời ơi. Sorry anh em, Saliba là người Pháp. Mình lộn, trời ơi. Trời ơi. WN 96. Ôi. Tiếp tục. Vẫn còn 9.000 hơn SC Bond nè. Đây, có 200. Vô. Đó. Đó. Vô nè. Phát đầu tiên chỉ là khởi động thôi. Phát thứ hai nè. Vô đây. Đó. Vô nè. Vô. Đó. Gì đây? Cờ ra có mấy? Có mấy cờ ra? Pháp. Chơi đi em. À, Kente 95 rồi. Xong phim rồi. Đen rồi. Hơi đen rồi. Trời ơi. Tiếp tục. Cái gì đây? Vẫn còn 9.300 SC Bond. À, có 3.000 nữa. Ngon này, ngon nè. Chơi đi. Đúng rồi. Chơi lên. Đó, chơi lên em. Đó, ngon nè. Vô đây. Đây. Vô, 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 vô. U đãi độc quyền. U top S. Đó. Là gì? Cà bí. Xem hả? Cam. Trời ơi. Oh man. Trời ơi. Đúng đen luôn. 97 luôn. Đúng đen thật sự rồi. Sao ạ? Cuối cùng đen vậy? Trời ơi. Đen rồi em ơi. Vẫn còn hơn 6.000. Tiếp tục. 200 SC Bond. Vô. Oh man. Mấy ạ kia đang hên nha. Đừng nói ạ này đen nha. Ạ cuối cùng đen nha. Đây 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 đây. Vô. Đừng hầm khóc. Ấy đừng hầm đấy. Đó. Ba Lan. Trời ơi, tiêu tuần GK luôn rồi. Chết đi dứt đi rồi. Ủa, chứ thứ 3 mới đâu rồi chứ. Đâu được 97, 93 mới đâu. Hơi đen rồi. Bên này cảm giác như là không muốn mở nữa rồi. Thấy đen quá, ngưng thì sao á. Ok, ngưng rồi. Ngưng rồi, đen quá, ngưng rồi. À, cuối cùng đúng đen rồi. Tiếng mấy cái kia hên, cuối cùng đen. Thì ok anh em, nói chung hôm nay mà làm clip vui vui nè. Xem anh em mà mắc như thế nào. Nói chung là cũng được mấy ạc hên em, 4 ạc hên và 1 ạc đen thôi. Thật sự là không có đen nhiều. Nói chung là anh em là mặc gì mình chúc may mắn nha. Chúc anh em nó may mắn và anh em sẽ mà bắt được những cái hàng mình mong muốn như là cốt ba, mà đi kha hay là euro nó ngon ngon chút xíu. Đó. Thì ok, hôm nay làm clip nói chung là xem anh em mà bắt để lấy cái may mắn và chia sẻ may mắn cho anh em khác. Thì anh em thấy clip hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký thì kênh hộ mình nha. Cảm ơn anh em, chào anh em.